Ok, chào các anh em buổi sáng. À, sáng nay làm clip này để thông báo một việc bên channel đang 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 chat bên chat cộng đồng thì để thông báo luôn cho mấy anh em ha. Là tình hình là vừa rồi thấy một số đợt này nhiều bạn bị hỏng về cái kiến thức nền á, rất là nhiều. Và nhiều khi các bạn vào trong channel các bạn sẽ không hiểu làm sao SL, làm sao TP, rất là nhiều cái kiến thức cơ bản bên channel Marine các anh em không nắm. Thì cho nên hôm nay mình sẽ bắt đầu từ tuần, bây giờ là 29 tháng 1 rồi nè, đầu tháng 2 mình sẽ làm một cái chương trình khoảng 2 đến 3 buổi Zoom dạy free về viết cọt VSA cơ bản, kèm giáo trình luôn cho mọi người. Đây à, đây là cái tay giáo trình mà trước đây anh em học viên họ học. Viết cọt VSA thì nó gồm có hai phần, phần cơ bản và phần nâng cao. Thì mình sẽ dạy cái phần cơ bản này cho mọi người. Nói cơ bản thì chứ thật ra đây là viết cọt VSA 2.0, 3.0, 4.0 và các thầy bà bên ngoài nó đang dạy là 1.000, 2.000, thậm chí 5.000 đô. Không cần các bạn được kiểm tra thử. Và đây là những kiến thức nó cơ bản mà tôi gọi là cơ bản. Đó. Và các bạn sẽ hiểu rất là sâu về 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 tại sao về có trường phái phân tích kỹ thuật. Và không phải học ở quyết cọt không, mà cả năm ông này hiểu về năm ông này, năm ông này gọi là năm vị, được năm vị trụ cột phong thánh của nền tảng phân tích kỹ thuật ha, của nền phân tích kỹ thuật đó. Thì sẽ có cái bộ giáo trình này luôn. Thì điều kiện học cũng đơn giản thôi, đã nói là free rồi thì các bạn anh em ai join vào channel Marine á thì sẽ được những cái link up lên channel hàng tuần, up lên trên đó mà học thôi. Đấy, có thể khi mà các bạn học thì nếu mà các bạn có cái kiến thức vững về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ nhận ra, các bạn sẽ phải làm một số điều như vậy. Ví dụ như cô cho vừa rồi cô cho cái kèo BGC, cô báo là nó chuẩn bị là bay đây, BGC chuẩn bị bay lên kiểu múc và các bạn thấy nó lao lên cột, nó lao một một, một 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 nhịp rất là mạnh. Và lệnh hôm qua đến giờ ăn nè, rút 1.500.000 nè, sáng nay báo anh em rút 1.500.000 này. Rồi gala, gala cũng tương tự như vậy đó, phân tích và báo chuẩn bị nó bay lên và nó lên nhiều và đó, và bây giờ nó vẫn đang còn lên, các bạn nhìn gala nè, vẫn đang còn lên nhiều đó. Thì cái cách mà lấy chọn vào cái channel Marine á, mình sẽ up cái thông tin chọn vào channel Marine đã đây, các bạn trong group chat là các bạn sẽ biết. Anh em đăng ký cái đường link dưới tài khoản của nhóm cái trading Binx á, vào tài khoản và nạp tối thiểu là 300 vào trong đó thì được cho là channel thôi, cho vào cái channel mà riêng lúc nãy ha. Mình sẽ nhiều bạn không có nằm trong group chat thì sẽ không có cái đường link này, thì mình sẽ copy cái này mình để ở dưới cái clip này, ok ha. Và các bạn đăng ký, các bạn chỉ việc đăng ký sau VM tôi kiểm tra cái UID, cái UID này nè đó, cái UID này nè, thì cô ép các bạn vào bên channel Marine và chuẩn bị cho đầu tháng 2 chúng ta sẽ vào khóa học. Một tuần thì sẽ có khoảng 1 đến 2 buổi, nhìn chung thì cái khóa về viết cọt nó sẽ tầm khoảng 3 buổi, 2 đến 3 buổi. Ok ha. Và đó là những cái khóa cơ bản. Các bạn học xong cái đó các bạn sẽ thấy là các bạn không cần đọc sách. Thay vì các bạn đọc mấy cái quyển sách VSA viết cọt 2.0, 3.0, 4.0 rồi tùm lum cả lả. Các bạn cũng có hiểu gì đâu đúng không? Đúng không? Các bạn đọc rồi các bạn thấy luôn, các bạn có hiểu gì đâu. Thì đó, thì các bạn học 3 buổi này thôi các bạn sẽ hiểu, không cần đọc sách. Và còn nâng cao hơn thì nhớ học viên họ học chuyên sâu hơn họ, tại vì phần nâng cao nó sẽ kèm phần thực hành nữa. Chúng ta học là một chuyện, cái việc mà đồng hành kèm cặp luyện nữa là câu chuyện khác, cái đó mới là cái tám giá trị 80%, còn 2% nó chỉ nằm ở lý thuyết học xong mà không thực hành được, không áp dụng thường xuyên nó cũng không có giá trị. Ok, làm clip này ngắn thôi ha.